Xin chào tất cả các bạn, chào tất cả mọi người đến với kênh Virgo News, kênh tin tức. Và mình là Hoàng. Ngày hôm nay, ngày 23 tháng 5 thì có một bài báo liên quan đến một vụ án mạng mâu thuẫn xảy ra trên bàn nhậu tại Đắk Lắk. Bài viết được chia sẻ trên diễn đàn Tây Nguyên. Thì bài viết được như bài viết có nội dung như sau. Tiêu đề luôn cho mọi người. Huyện Cư Mờ Nga, Đắk Lắk, mâu thuẫn trên bàn nhậu, một thanh niên bị đâm tử vong. Và nội dung trong đó là như này. Cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh phối hợp với công an huyện Cư Mờ Nga đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Duy Hải, sinh năm 1998, trú tại buôn Cô Nét, xã Cua Đăng để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, khuya ngày 22 tháng 5, trong lúc Hải và nhóm thanh niên tụ tập tại nhà ông HN ở buôn Cô Nét, xã Cua Đăng tổ chức ăn nhậu thì anh Lê VH, sinh năm 2003, cùng trú tại buôn Cô Nét đến rồi xảy ra mâu thuẫn, H hất đổ bàn ăn. Lúc này Hải đã lấy dao. Lúc này Hải đã lấy dao nhọn đâm vào ngực trái của H. Thấy H bị thương, Hải đã gọi điện cho người thân đến để đưa H đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh. Tuy nhiên, do vết thương nặng, H đã tử vong. Được người thân vận động, Hải đã đến công an huyện Cua Đăng để đầu thú. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. Đây là một cái vụ xảy ra mâu thuẫn giữa bàn nhậu. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Và có gì sai sót thì mọi người hãy bỏ qua cho Hoàng. Cảm ơn mọi người. Bye bye.